Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ test skin khẩu Scarlet mới, skin súng nước ấy, rất là đẹp luôn. Của Yêu Ôn, vâng, vừa quay ra được cái skin súng nước level 1 và cũng không có ý định nâng lên level 2 hay level 3 gì đấy. Tại vì đa số các bạn mở được súng nước ấy, thì mình thấy nó cũng khá là đẹp rồi. Ít người tăng lên để làm gì, vì nó khá là yếu này. Và cũng ít khi xài, đa số các bạn cầm M4 bắn hấp dẫn, nâng skin M4 nó rất là hợp lý. Và đây, nó chỉ là một con boss mà thôi. Và hôm nay mình đùa với người lạ nha, đùa squad. Đây có Scarlet luôn rồi, trời ơi. Lại thích cầm Uzi lắm anh em ạ. Kiểu này nó gần ấy, bắn nhau Uzi rất là phê. Nó mạnh. Vâng, hình như nó ở trong căn nhà của thằng số 2 thì phải. Từ từ bạn ơi. Ok. Và mình biết thằng còn lại của team này ở đâu rồi. Nó chạy sang đây này. Kìa, không xuống được. Đây, mình leo lên nóc nhà đi. Nó ở trong căn nhà đối diện của mình thôi. Ô, quái trưởng bên kia. Ok, mình bị nhầm. Sorry các bạn.
Chỗ mình nó hơi ồn một tí các bạn, thông cảm nhá. Định mệnh cứ nhà hàng xóm chiều nào nó cũng ở nhà. Đau hết cả đầu. Đây, nói rồi. Vâng, xin giới thiệu các bạn. Nỏ thần, nỏ cá mập. Ok, nhầm. Cái này mình nghĩ là mình nên đi solo đi. Chứ bắn squad, đùa squad mà cầm nỏ không khả thi cho lắm. Mà ông kia bảo là mình hack wide nha bạn. Hack cái này là hack nhìn xuyên tường đúng không? Mình thì mình cũng khá là thích bắn Pochinki nha bạn. Tại vì mình nghe ở đây cũng khá là tốt đấy. Nên thực sự là bắn rất là sướng. Với lại cầm Uzi nữa, thế luôn ấy. Uzi nó rất là mạnh, công nhà ở đây rất là ok luôn. Công nhà hay bắn như thế nào nó cũng rất là gần nhau. Nên cái tác dụng của Uzi nó rất là tối ưu. Nên Pochinki cứ cầm Uzi mà dã thôi, không cần phải cầm súng to nhiều. Đấy, sau khi clear xong thì mới cầm súng to thôi. Đấy là cách hợp lý nhất khi mà bắn Pochinki. Đây có người này. Yếu rồi. Nhìn cây súng nước này nó kiểu bợ bợ kiểu gì ấy em ạ. Ơ bị lag này. Ui giời ơi. Tí bé không chính. Vâng, nó lại là chỉ là một con bot mà thôi. Nhiều bot nhỉ. Vâng, mình nghĩ khu nhà trên này có người này. Đúng rồi. Ui giời ơi, xe đông quá cả trường. Và có người luôn. Ở trên lầu 1 này. À đâu, ở trên lầu có người. Mình không biết là bao nhiêu người. Nhưng mà nhà bên cạnh cũng có người này. Nóc này. Gạt giò này. Vẫn còn. Ui giời, cất đầu nhanh thế. Nhòi cái đầu ra. Cứ liệu. Lúc thôi. Trời ơi, nhẹ nhàng vãi trưởng luôn đấy. Ui, có lia tim rồi kìa. Ghê nha, ghê nha. Trời, nó làm nguyên tim bên đấy thơm thế hả rồi. Qua muộn rồi, phí quá. Biết thế lúc mà vừa khởi bắn nhau phát là chạy qua luôn là hợp lý nha bạn. Người ta hay có câu là trâu bò húc nhau rồi mũi hưởng lợi là đấy. Mình qua hơi chậm nên chúng ta từ từ thôi. Đi chậm nói khẽ cười duyên nào. Vâng, mình nghe tiếng chân bên ngoài này. Mình thấy luôn rồi. Ô kìa. Hai trưởng. Ui giời ơi. Sao lại lượn hết vào đây thế này. Mình đang kê ở ngoài. Phí thế à rồi. Thôi. Còn 3 thằng nữa. Có ốp này. Tầm này cho mình sẽ đổi ốp đi. Tại vì còn có 3 thằng nữa thì cầm nỏ cũng không bắn được đâu. Thôi, cầm ốp để xử lý những cái pha khó khăn. Lấy top 1 đi em ạ.
Vâng, ở dưới cây xăng này. Ơ kìa, nó bị lỗi. Ở dưới bắn lên thì chắc chắn là nhìn xuyên cỏ rồi. Mình nhìn xuống thì lại có cỏ, hơi khó nhìn. Bọn này khoai rồi. Bọn này không bắn được ấy, bọn nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Nhìn lên nó nhìn xuyên cỏ mà. Mình thì nhìn xuống bị vướng cỏ, thành ra hơi lỗ, đợi bo thôi. Bo ra ngoài bắt nó phải đi ra. Trời ơi, bo này phải đẩy đấy. Đẩy cho bạn trẻ. Nhưng mà mình hơi lag. Đợi mình tí. Từ từ, từ bạn ơi, để mình lái cho. Bạn muốn đẩy luôn hay sao? Đẩy luôn thì hơi khoái á. Nó nhìn ra nó sẽ chết hết. Tâm bo nhà nó luôn ạ. Game gủng. Dỗi VL. Cái nhà này thì hơi khó này. Cây xăng, có mỗi cây xăng ở giữa làm sao đẩy vào đây. Rồi mình sẽ kiếm góc nào đấy đọ snip rồi đẩy vào. Không có gì cả. Trời ơi. Lấy cái xe này. Úi. Bạn ơi. Bạn ơi, mình cứu được bạn không? Từ mình ném vài quả smoke đã. Cố lên bạn trẻ. Tớ nó táp trúng bạn kia luôn kìa. Quay cả nhà ấy. Úi. Bom đâu ra đây? Ô, một viết hai này. Ơ sao mình cứ tưởng là hai viết ba nhỉ? Bậy rồi. Hai viết hai thì nên đẩy vào cái xăng luôn. Trời ơi, mình cứ tưởng nó đông hơn ấy. Đấy, lúc nào mình nhìn thấy 5 thằng mà sao lại xuống 4 thằng nhanh thế nhở? Rồi, mình quên trích số lượng người. Nhưng không sao. Chỉ có 2 thằng thôi mà. Nó cũng có ốp. À. Từ từ rồi, làm gì mà căng. Hơi rối rồi. Nó bắt đầu đẩy vòng ra để bắt mình. Ok, định mệnh, xấy vào người đằng kia. Ui, vô lý vãi đạn luôn đấy. Mình xấy cả băng đạn nó không chết và không hiện một đam luôn. Đùa. Game lỗi rồi. Ui, xấy nóc thằng kia là mình lại có lợi thế luôn đấy. Đùa. Game gủng này. Dỗi.